Đấy, nói chung là chú rể thì chưa có ở đây. Đấy, hiện tại thì mình đang đứng trước căn phòng mà là tắc kè. Căn phòng mà tắc kè. Đấy, mình đang đứng ở trước căn phòng tắc kè thì mọi người có tò mò là vô, đấy. Vô là tò mò mà đúng không? Nào anh buồn cười. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Tắc kè. Tình hình là chưa có tắc kè nào mọi người. Em mình ơi là nó chị che hết rồi, từ từ. Hai đứa bố con đấy. Đấy. Tắc kè. Đấy. Hẹn gì? Từ này chưa biết. Wedding. Happy. Wedding. Đấy. Đó. Đây là phòng này là phòng gọi là nói đúng hơn đấy. Nó đúng hơn đây là phòng tân hôn của đôi vợ chồng. Bên gọi là bên khách sạn rất là chu đáo. Anh, cho em hỏi nhỏ cái, ví dụ mà bây giờ người ta như này đúng không? Ừ. Thì nhìn nếu là hai người ôm nhau ngủ ở đây thì là như nào? Em nhầm. Cái này là lỗi kỹ thuật. Mình có lên đặt camera dầu kín nước nhỉ? Có. Hoa thơm, nói chung là để mà khách quan hơn thì là hoa thơm. Hoa thơm. Trang trí đẹp. Trang trí đẹp. Nhìn thôi đang muốn nằm rồi. Chắc là nhìn thế này thôi chứ tí nữa đặt villa video sang thuê một phòng khác. Chào thuê một phòng khác cái có vẻ đẹp quá. Không nỡ nằm. Đâu thế này. Anh đi đến đây sai rồi. Đây, chắc là Vi nằm đây còn anh nằm ở đây. Thế thì làm sao mà tắc kè được cả mày? Đúng không? Đúng. Tắc kè cái kè văn rồi vì mà biết tắc kè. Tắc sao? Đây, nó mọi người, đây là gọi là ban giám khảo chấm tắc kè kêu. Đây là ban giám khảo chấm xem mà tắc kè có kêu to hay là gì. Có ôm được không? Là duyệt quá. Là duyệt, nó cho là chấm điểm ấy. Đấy. Nói chung là ở đây có hai ba đại diện, đây là đại diện bên nhà gái này, đấy đây là đại diện bên nhà trai, không có đấy, chết, đấy tắc kè chết, nhưng mà không kêu tắc kè không giống, không nhưng mà nói chung là tắc kè nó không tùy loại, có con nó kêu giọng khàn, con giọng nó thanh thoát, nó tắc kè, anh là giọng gì? Tắc kè hoa, tắc kè hoa. Đấy, sai. 1, 2, 3. Tắc kè. Ok. Mày này. Bắt hết mồ hôi. Bắt hết mồ hôi. Ok này. 1, 2, 3. Như trộm mày. Mình cười lắm. Okay, bye.